À, xin chào anh em, hôm nay Lòng Chim Minomix sẽ giới thiệu cho anh em một số mẫu cống chào màu mi than khuyên đất, hàng vẽ tay bởi nghệ nhân Cụ Chính Đường Trung Quốc nha anh em, rất là đẹp, rất là cao cấp. Đây trên trước màn hình là em giới thiệu trước một số bộ. Đây, em đang cầm trên tay là Tam Anh Chiến Lữ Bố. Anh em nhìn rất là đẹp. Đây là Tam Anh Chiến Lữ Bố nha mọi người. Rất là đẹp. Đây là con mọc của Cụ Chính Đường nè mọi người. Đây, kim ngọc mãn đường, miền tráng kim. Rất là đẹp. Miền tráng kim nè mọi người. Đây là một trong những cái bộ đẹp nhất. Bát Tiên Dự Bàn Đào. Cực kỳ đẹp mắt và sắc nét luôn mọi người. Từ rau, từ cái kim cô đội đầu, cái cây, cho tới đá, bụi cây, vân mây, Hà Tiên Tử, Hà Tiên Cô. Rất là đẹp nha mọi người. Bát Tiên Dự Bàn Đào, quá đẳng cấp luôn. Rất là đẹp. Hiện tại thì anh em nào mà quan tâm đến các cái mẫu cống này á, mẫu cống cao cấp này thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em thông qua cái website là minhongmix.com, hoặc là cái fanpage là Lòng Chim Minhongmix, hoặc là cái fanpage chim phụ kiện chim cảnh nha anh em, phụ kiện chim cảnh cao cấp. Rất là đẹp. Đây là bộ Bát Tiên. Đi nhanh một chút đi, thời lượng có hạn thôi. Đây cũng là Tam Anh Chiến Lữ Bố, nhưng mà cái dáng này là dáng trống hơi cao. Rất là đẹp. Tàn hàng VIP nha anh em. Đây là bộ rồng mực xanh, rất là đẹp, vẽ tràn đích luôn nha mọi người, thấy rõ chi tiết từ cái vảy đến cái móng, rất là đẹp. Bộ này rất là đẹp nha mọi người, màu hoặc đất đều ok, dáng rất là đẹp, vẽ tràn đích luôn. Miền tráng kim luôn nha mọi người, rất là đẹp. Cá chép Phượng Phủ Môn. Đây đều là hàng vẽ tay bởi nghệ nhân Cụ Chính Đường Trung Quốc, cho nên rất là kỹ, rất là cao cấp nha mọi người. Đây là bộ hoa. Tam Quốc. Thêm một bộ rồng, rất là đẹp. Gì đây? Đây là Long Phụng. Long Phụng này chắc là Long Phụng xâm vầy rồi đó mọi người. Vẽ tay cực kỳ đẹp luôn, quá sắc nét.
quá nắng. Đây là bộ vạn hoa. Clip này em quay sơ giới thiệu một số mẫu thôi. Thì từng mẫu một, vài bữa em sẽ update các cái clip chi tiết từng mẫu một cho anh em dễ coi. Này em giới thiệu sơ thôi. Đây em đang cầm trên tay, đây là một cái cống mi nha mọi người. Một bộ cống mi rất là đẹp. Mi cu ok luôn. Sơn thủy núi xa. Rất là đẹp, vẽ tay mực xanh, mực tràm đó mọi người, rất là đẹp luôn. Mua cái cống là em tặng bộ tay, bắt tay sẵn cho mọi người luôn. Đây, đây là một số mẫu khuyên. Đây cũng là một mẫu khuyên, đây là khuyên sơn thủy nè mọi người. Đây, zoom thật sát cho mọi người coi. Rất là đẹp. Hàng vẽ tay nên độ đẹp thì phải khỏi bàn rồi. Mực tràm nha mọi người, rất là đẹp. Đây là cái cống bình hoa, quá đẹp. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Đây là cái con mọc nha, quá đẹp mọi người. Đây, đây là thêm một bộ khuyên nè, Tam Quốc, miệng tráng kim luôn nha mọi người, rất là đẹp nha. Rồi, anh em nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với Lồng Chim Minh Mít nha mọi người. Đây là một bộ khuyên rồng nè. Rồi, cuối clip có cái nút đăng ký ở trong YouTube đó, thì mọi người chịu khó đấm đăng ký thì những cái lồng cống hay là cái gì đó đẹp thì bên em update đăng lên liên tục cho mọi người tham khảo. Rất là đẹp nha mọi người, quá đẹp. Rồi, clip nó cũng khá dài rồi. Rồi, em xin nhắc lại anh em nào mà quan tâm đến các cái mẫu cống vẽ tay Trung Quốc từ lồng màu mi đất than khuyên thì có thể liên hệ trực tiếp với Lồng Chim Minh Mít. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.